Bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Cái ông này suốt ngày ăn. Hôm nay đúng là vui thật đó. Uống nó đi các cậu. Cảm ơn cậu nha. Đi ra biển ngắm hoàng hôn đi mấy cậu. Ý kiến hay đó. Ghét cô thôi. Cái bà này đam mê thổi bong bóng hả? Suốt ngày thổi bong bóng hoài à. Cảnh đẹp nhỉ? Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đây đúng là mùa hè đẹp nhất của tớ. Nhưng mà đây là năm cuối cùng rồi. Hết năm sau là ra trường rồi. Không biết tụi mình có còn học chung với nhau nữa không á. Tớ sẽ nhớ các cậu lắm cho mà xem ý. Chụp một tấm ảnh làm kỷ yếu đi mấy cậu. Ý kiến hay đó. Chụp một tấm hình làm kỷ niệm thôi. Cười tươi lên nào. 1, 2, 3, cười lên. Ủa, mà sao hình như trời muốn mưa cậu? Ừ, tự nhiên tiếng sấm chớp làm hết cả hồn nè. Trời sắp mưa tới nơi rồi mấy cậu ơi. Nhưng mà bây giờ biết trốn ở đâu bây giờ? Trong rừng này, biết tìm chỗ nào mà nghỉ bây giờ? Ừ, biết tìm ở đâu giờ? Thôi, hay tụi mình xem chỗ nào trú mưa trước đi rồi tính tiếp mấy cậu. Trời sắp mưa rồi kìa. Ok, đi thôi mọi người, mưa tới nơi rồi. Ui, sao trong rừng mà lại có khách sạn to mà đẹp vậy? Vừa to và vừa đẹp trời ơi. Công nhận là nhìn nó lộng lẫy, to đẹp giữa rừng luôn ý. Ủa, mà sao nay đi mình đâu có thấy đâu ta? Ha, ông nói tôi mới để ý. Hồi chiều nay bọn mình đâu có thấy nó đâu. Mà sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây thế này? Chắc là do hồi sáng tụi mình không để ý á mấy cậu. Ừ, chắc do nó ở hướng khác. Thôi, trễ rồi, sắp mưa nữa, vui nhanh lên các cậu. Ừ, thôi chạy lẹ lên, mưa tới nơi rồi kìa. Wow, cái khách sạn đó to mà còn rộng nữa. Đẹp thật đấy. Nhìn cứ như là một tòa lâu đài ở trong truyện cổ tích ấy. Mình chưa bao giờ thấy có cái khách sạn nào mà đẹp như thế này đấy. Nhưng mình nghĩ chắc nó sẽ mắc lắm ý. Không biết có đủ tiền mà trả không? Ừ, không đủ tiền thì toang. Thôi, cứ vô hỏi đi rồi tính tiếp. Cậu đại diện vô hỏi đi. Hỏi giá thử coi nhiêu. Ok, để tôi. Ôi là trời ơi, giật cả mình. Ngủ quên mất, xin lỗi em nha. Xin kính chào quý khách. Dạ, em chào chị Lễ Tân xinh gái. Vâng vâng, xin chào em xinh gái. Chào mừng quý khách đã đến với lại cái khách sạn mà xịn nhất quả đất luôn. Chị ơi, cho em hỏi giá một phòng là bao nhiêu vậy ạ? À thì giá phòng mà. Em cho chị hỏi là em đi bao nhiêu người? Dạ, bọn em đi khoảng 8 tới 9 bạn ạ. Thì ra là thế à. Kia tất cả đều là bạn của em phải không? Dạ đúng rồi đó, bạn em đó chị. Để chị ra xem sao nào. Ra kiểm tra chất lượng coi sao. Wow, wow, wow. Trong mấy đứa bạn của em á, đứa nào đứa nấy nhìn cũng mũm mĩm hết trơn á. Ngon quá, nhìn là muốn ăn luôn trời ơi. Chị nói nghe kỳ thế. Ủa, ý chị là sao? À không 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 không, Ý chị ấy là nhìn mấy đứa nào đứa nấy cũng mũm mĩm cute hụt mi xí muội đó mà, chứ chị không có ý gì hết đâu. Chị làm bọn em hết cả hồn. Chị đúng là vui tính ghê á. Thế mà đã hết hồn rồi, còn nhiều cái sẽ làm hết hồn. Vì chị thấy mấy đứa là cute hụt mi xí muội nè, nên là chị sẽ lấy với một cái giá là cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó là chị sẽ lấy là một người chỉ phải trả là 10.000 thôi. Bà em thấy bất ngờ chưa? Dạ, vậy tụi em cảm ơn chị nhiều ạ. Trời, khách sạn thì đẹp mà giá thì rẻ. Còn nữa, bọn em sẽ được sử dụng tất cả các dịch vụ của khách sạn luôn. Chị đúng là vừa xinh mà vừa tốt bụng luôn á. Trời ơi, nịnh tôi hả? Tại chị thấy tụi em dễ thương quá cho nên chị mới có cái giá ưu đãi đấy đấy. Thôi bây giờ tất cả mọi người hãy cùng chị đi lên để nhận phòng khách sạn nha. Chứ trễ rồi á, lên ngủ nghỉ đi spa đi cho nó khỏe người nha mọi người, đi thôi. Chị vừa xinh mà còn vừa tốt bụng nữa. Vâng ạ, chị xứng đáng lấy chồng đại gia. Bởi vậy lấy chồng đại gia là phải rồi. Wow, đẹp quá à. Vì bọn em á, là có 8 người cho nên là chị sẽ lấy phòng là từ 201 tới 204 cho mọi người nha. Mọi người thích ở chung thì ở, thích ở riêng thì ở, nói chung là thích ở đâu thì ở. Bởi vì phòng nào cũng rộng hết trơn á, một phòng có thể chứa được cả 8 người luôn á, nên là tùy bọn em nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ở dưới tầng 1 á, còn có là phòng spa, phòng làm đẹp với lại cả là phòng xông hơi luôn đó. Mọi người có thể xuống dưới đấy chơi miễn phí nha. Bây giờ thì các em vào xem phòng và nhận phòng đi nha. Chị đi xuống dưới, nếu có cần gì á, thì xuống liên hệ với chị nha mọi người. Chúc cho mọi người có một cái kỳ nghỉ thật là vui vẻ nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Phòng đẹp thật đấy mấy cậu. Không ngờ ở trong rừng mà lại có khách sạn to như thế này luôn á. Hồi nãy chị nói là có phòng xông hơi nữa kìa. Đi xông hơi cho khỏe người đi mấy cậu. Ừ, ý kiến hay đó, đi đi. Đi thôi các cậu, đi thôi, đi xông hơi cho khỏe người nào. Wow, đúng là khách sạn đẳng cấp 5 sao có khác. Xịn sò thật ấy. Cả đời tớ bây giờ mới được vào một cái chỗ mà spa mà nó to mà nó đẹp như thế này. Có cả phòng spa này mọi người. Trời ơi, đã quá à. Bơi nữa này mấy cậu. Mát quá, mát quá. Ở chỗ này bơi mát lắm luôn ý. Xông hơi bên đây nè mấy cậu. Thật là thoải mái quá đi. Thôi chơi vậy đủ rồi các cậu ơi. Nay mệt rồi, về đi ngủ đi. Đúng rồi đó, chúng ta phải giữ gìn sức khỏe để mai còn đi chơi tiếp chứ. Bây giờ quá là trễ rồi. Ừ, nên đi ngủ đi, mai đi chơi tiếp. Ok, đi thôi. Ê Linh ơi, cậu chưa đi ngủ à? Đói quá cậu ơi. Hay lấy cái gì ăn đi Linh. Tao đói muốn chết luôn á. Vậy để tao xuống ngoài lễ tân xem có gì ăn nha. Sao chị nhân viên lại đứng ở kia? Nhâm 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 nhâm. Trời ơi, cái đầu lâu ngon quá. Thịt người thật là ngon quá đi à. Trời ơi, chị ấy còn ăn đầu lâu nữa. Mắt chị ấy đỏ như máu luôn kìa. Sợ quá là ma rồi. Mình phải đi báo với các bạn của mình thôi. Thì ra chị ấy là quỷ. Tụi mình bị lừa rồi. À, bị phát hiện rồi. Cái con nhỏ kia ai cho mày nhìn lén tao. Đứng lại cho ta nhanh lên. À mày chạy à, cái con nhỏ kia ăn xong cái tính tiếp. Thì ra là mình đã bị phát hiện rồi sao? Ok luôn, các người sẽ không thoát được ta đâu. Bây giờ ta sẽ hiện nguyên hình nè. Ha ha ha, đây mới chính là hình dáng của ta nè. Một con ma cu tì hụt mì xí mụi nhất quả đất luôn. Bây giờ ta sẽ làm phép để cho đóng cửa tất cả cái khách sạn này, không có ai có thể bước ra được. Bật chế độ khóa tất cả các cửa phòng. Dậy đi các cậu. Đang đêm mà gọi người ta dậy. Chúng mình phải ra khỏi khách sạn này gấp. Trời ơi, đây là khách sạn ma. Cái gì mà ghê vậy? Trời ơi, mình nói thật đó. Là sao? Hồi nãy mình thấy chị Lễ Tân ăn đầu lâu đó. Mắt của chị ấy còn đỏ như máu nữa. Trời ơi, mình sợ rít ngất luôn. Đi thôi các cậu ơi. Chúng ta phải đi khỏi đây mau thôi. Ha ha ha, các người định chạy đi đâu hả? Ta đã phong tỏa toàn bộ cái khách sạn này rồi, cho nên các ngươi đừng có mong á mà có thể chạy trốn được ta nha. Ai cứu tôi với? Ba mẹ ơi, cứu con với. Ai cứu tôi với? Các ngươi kêu cứu à, kêu tiếp đi, kêu to lên. Chắc có ai nghe thấy đó, cứu tôi với. Không có ai nghe thấy đâu. Các ngươi nghĩ một cái khách sạn to như thế này nè, 5 sao đẳng cấp thế giới như thế này mà có giá là 10.000 hả? Các ngươi bị ảo tưởng sức mạnh hả? Trên đời này không ai mà cho không ai cái gì hết á. Đây chính là cái khách sạn ma ám của ta, hiểu chưa? Cái giá đó là cái giá ta để ra để dụ dỗ các ngươi đó. Còn cái giá thật sự mà các ngươi phải trả, đó là ta sẽ ăn thịt hết tất cả các ngươi. Ha 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 ha. Trời ơi, đây là khách sạn ma ám, ghê quá. Ai có bùa trừ ma không, lôi ra đi. Các ngươi tưởng ta sợ cái bùa trừ ma hả? Ta là ma chúa luôn, nên là ta không có sợ cái bùa nào hết á. Các ngươi chuẩn bị nộp mạng cho ta ăn thịt nào. Kiếp này coi như bỏ rồi, hu hu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại á, thì ta cũng là một cái con ma cute hụt me xí muội nhất quả đất. Mà không những vậy á, mà ta còn tốt bụng nữa. Cho nên á, là ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi sẽ được tham gia vào một cái trò chơi thú vị đẳng cấp thế giới luôn. Đó là bây giờ ta sẽ cho các ngươi thời gian là 30 giây, các ngươi nhớ nha. 30 giây, các người sẽ được trốn ở cái khách sạn 5 sao của ta. Muốn trốn ở đâu thì trốn, nhưng mà các ngươi không được ra ngoài đâu, bởi vì ta đã niêm phong cái khách sạn này lại rồi. Và cái việc của các ngươi chỉ là làm sao để cho ta đừng có bắt được thôi. Nếu như mà ta bắt được thì các ngươi sẽ phải làm nô lệ cho ta mãi mãi. Vì vậy nên á, các ngươi phải cố gắng là trốn được ta nha. Thấy ta tốt bụng chưa, tốt bụng chưa? Bây giờ thì các ngươi hãy trốn ngay đi. Nếu không á, là ta bắt được ta sẽ ăn thịt ngay bây giờ. Và nhớ là chỉ có 30 giây thôi nha. Trò chơi bắt đầu. Chạy thôi. Trốn kỹ lên các cậu. Chạy đi, đừng để mình nói cái gì nữa. Có một sự thật đó là mọi người có phải công nhận đó là tôi là một cái con ma cute hụt me nhất thế giới không? Có cái con ma nào mà rất xinh như tôi không? Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu đi kiếm để xem là mấy cái đứa con người á nó sẽ trốn như thế nào nha. Đầu tiên á thì mình sẽ vô mấy cái phòng này, bởi vì chắc chắn là kiểu gì thì nó cũng sẽ trốn ở trong phòng thôi. Mấy cái đứa con người nó dễ đoán lắm mọi người ơi. Đây, đầu tiên là mình sẽ vào cái phòng này trước để thử ngồi lên ghế để coi là tụi này nó có trốn ở cái góc nào không nè. Nhưng mà hình như là trong cái phòng này không có ai sao ấy bà con. Đi qua phòng khác. Ở trong cái phòng này phải ngồi lên ghế đi để cho nó dễ nhìn nè. Ngồi cái ghế em coi sao. À, mọi người thấy chưa? Nhưng mà hình như cái con nhỏ đấy nó là nô lệ cũ của tôi rồi. Cái con nhỏ đấy là tôi bắt nó từ trước rồi mọi người ơi. Nên là bây giờ đi kiếm mấy cái đứa mới. Đây rồi, vô phòng tắm là gặp ngay một cái thằng nó đang nằm ở đây. Mày tưởng mày nằm ở đây mà tao không bắt được cái thằng này. Mà như thằng này á, là nó nằm nó tắm á mọi người. Kiểu giống như là trước khi chết á, là nó sẽ muốn nó sạch sẽ cho nên nó đi tắm. Ok, thằng này được, duyệt. Đi xuống nhanh lên. Trời ơi, cái tự nhiên mình cắn nó mà nó biến thành con zombie kìa. Mọi người thấy vô duyên không? Ta là ma chứ ta có phải là zombie đâu mà ta cắn hơi cái người thành zombie hay cái thằng kia. Trời ơi, đây thêm một đứa nữa trốn ở ngay cái cây này. Trước khi chết nó còn cầm theo một bẻ dâu để ăn. Ok, ăn đi cho nó thơm, hồi ta ăn thịt ngươi bay mùi dâu. Người muốn làm gì thưa chủ nhân? Cái con zombie này mày đang nịnh bợ tao đúng không? Cái con zombie kia. Nhưng mà rất tiếc đã là ta là ma chúa, ta không có nhu cầu nhận đệ tử, cho nên ngươi hãy ra kia và chuẩn bị là nộp xác cho ta đi. Đừng có nịnh ta nữa, không có được đâu. Bên phía bên đây là một cái dãy ghế thật là êm ái và có một đứa đang nằm ở dưới sàn kìa. Tại sao mà ghế êm mà không nằm mà lại nằm ở dưới sàn thế kia? Bên tay cũng y chang luôn, tụi này hình như nó trốn, nó rủ nhau nó trốn hay sao á. Ghế êm phía bên này cũng không nằm mà nằm dưới đất làm gì cho đau lưng vậy hả? Cái con nhỏ Berry kia bước ra nhanh lên, ra để chuẩn bị là để ta ăn thịt nha. Ai biểu ngươi không nằm trên ghế, bởi vì ngươi nằm trên ghế hay nằm dưới đất ta cũng bắt được thôi. Mà nằm trên ghế thì nó êm hơn chứ, sao mà ngốc nghếch quá vậy. Bây giờ ta sẽ đi vô cái phòng spa, bởi vì ta biết là tụi nó sẽ trốn ở trong đây. Mà sao bọn này nó trốn dễ vậy ta? Nãy giờ là bắt được một đống rồi. Cái gì đây? Đây là cái gì đây? Đây. Trước khi bắt hai đứa này thì ta sẽ đi vào đây để tắm trắng một cái cho da dẻ nó trắng trẻo hồng hè hào. Ủa nhưng mà từ quên, ta là con ma, ta cũng chẳng tin rồi mà ta, nên thôi ta không cần tắm nữa. Bước ra nhanh lên, một đứa tên là gì đây? Một đứa tên là Thủy, còn một đứa tên là Ngọc. Bước ra nhanh lên. Còn một cái thằng kia là cái thằng Sorry, nó trốn vào trên cái cây hả? Mày tưởng ta không thấy hả? Ê, sao mấy cái đứa này á là nó dễ trốn quá vậy ta? Cái gì mà chưa về hết mà kiếm được hết trơn rồi. Giờ chỉ còn có ba đứa thôi chứ còn gì nữa. Đi qua bên đây coi, thế nào tụi nó cũng sẽ trốn ở trong đây thôi bà con ơi. Đây này, chưa về hết rồi đã thấy một đứa rồi này. Mày nằm ở đây hả? Mày nằm ở ngay cửa hả? Ủa? Nãy mình thấy nó nằm dưới đất mà mọi người, sao ảo ma quá vậy? Nó bay được lên trên đây hay vậy? Bước ra nhanh lên. Ly đây hả? Ly đây bước ra. Bên đây có ai không? Hình như là bên này. Đây mình sẽ... mình thấy rồi, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Một con là nó cosplay thành một con ếch xong nó trốn ở đây hả? Nó tưởng là nó là con ếch mình không thấy hay sao á. Nhưng rất tiếc với người, ta là con ma chúa, người ta sẽ thấy hết. Ê, làm như hôm nay đi trốn tìm mà sao nó dễ dữ người ta. Cái gì mà chưa về hết là bắt được hết trơn rồi. Còn mấy đứa, còn hai đứa nữa chứ mấy. Đây, hai đứa thì một đứa là giả bộ cosplay thành cái cây. Mày cosplay vậy ai mà không biết rồi, cái thằng này thà mày đừng cosplay. Rồi cosplay thành cái bụi cây kìa mọi người. Ra danh còn kịp. Rồi còn một đứa nữa, đứa cuối cùng sẽ là ai đây? Trời ơi là trời, sao cái thử thách hôm nay nó dễ quá, trời dễ vậy ta. À, mình thấy rồi, mọi người thấy chưa? Nó trốn ở trong phòng sông hơi rồi mọi người. Đây. Trời ơi là trời, ổng mới cosplay thành cái thùng kìa bà con. Nó làm như nó cosplay thành cái thùng á, làm mình không có thấy hay sao á. Thằng kia mày bước ra, mày làm cái thùng mày tưởng tao không thấy hả? Rồi luôn, vậy là chưa gì hết á, trong vòng có mấy phút là đã bắt được tất cả mọi đứa. Ủa sao hôm nay thấy cái thử thách gì mình nó dễ vậy trời? Cái gì mà chưa gì hết là đã bắt được hết rồi. Nhưng mà sao hôm nay tụi này nó đông quá bà con ơi. Cho nên nếu như mà con ma cute hột me xí muội mà ăn hết một lúc á thì sẽ gãy hết cả răng cho mà xem. Bởi vậy nên là tôi đã quyết định là tôi sẽ cho bọn này nó làm nô lệ. Và bọn nó sẽ phải thực hiện một thử thách, đó chính là hằng ngày phải đi dụ dỗ người ở trong rừng, đi vô cái khách sạn này nghỉ ngơi. Sau đó là tụi nó phải bắt được mấy con người và mang tới giao nộp cho ta để ta ăn thịt hết mấy con người. Như vậy thì để ta xem ta sẽ nhốt tụi nó một khoảng thời gian. Sau đó là ta sẽ thả tụi nó ra, mọi người thấy như vậy có hợp lý không mọi người? Bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé. Con ma cute hột me xí muội sẽ... đi nhốt tụi này vô tù đây. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo nè. Mà quên nhớ là đăng ký với lại like video cho ma nha. Không thôi là buổi tối ma sẽ tới nhà của các người á và bắt các người đăng ký với lại like video đó. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người nè. Bye bye cả nhà nha.